ว่องไงเอาไหมกินกันอีกร้อยนิ้วมีใครรู้ไหวร้อนไม่ได้ไม่ได้เรื่องกระทบกระเยือนจริงไงem làm cỡ hai lần là hết luôn nha nếu đừng có thúc bác 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 em dựa qua giường bên kia giùm chị xí mềm quá đi hôm nay cái chồng mới tan xong thằng đấy chị đi làm là mua chưa An? Là mấy lần rồi? Một. Làm lâu chưa? Chắc lâu lắm rồi đúng không? Chữ này lại từ đào rồi đi nữa. Em cố gắng một chút có chị làm kỹ kỹ là vì Tết này là láng o luôn. Mấy đứa không có chị ra mại mà. Em nhìn da mặt bạn trai em ngay cái già bữa này em nhìn lạ hoặc là trên lát chị làm sao em nhìn lạ thôi. Thấy đẹp lên. Đúng không? Em đi đi cha. Nó da bằng ông tè đúng rồi. Đi không? Ờ, da bằng tè mới đẹp. Ồ, bạn Huy kia. À, Huy kia. Đi Huy kia. Đúng không? Đúng không? Đi thăm cái gì? Huy đặng á. Đặng cái cưng cũng đẹp Huy. dạ thế mà đen là trời thế mà xanh là xanh đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vòng nó đưa đưa luôn rồi kìa. Mà he tao cũng rồi cũng không cũng tính nghĩa luôn. Không con heo quay chủ con heo khóc với khóc chót nữa chót nữa. Nó đưa ông trà nó tụ lên cao đấy. Trà thấy cái mồm nó lại cao chứ sợ. Mũi sợt ở đâu à? Xong rồi. Có sướng quá nhờ, có đá kìa. Có rửa mặt không? Chị rửa rồi đó. Có đi rửa mặt lên vậy? Không sao. Đi rửa này đi. Rửa này đi cũng được. Coi thì ra rửa nữa còn mình sao? Cũng xấu nè, cũng xấu nha, không đẹp nha. Mặt mình. Con ơi, tỉnh dậy đi con. Cứ cái bọn biết là cứ cái bọn nên đi biết tao không chứ không thôi. Không. Em muốn lòng nhìn lên tao thích nhìn lắm, tao sợ. Sợ đó. Cái đó anh chưa? Đi sao không sợ chứ này sợ. Thằng Di mà mập á mở mặt dí sợ luôn, đứng ngay vào cái lớp mà tụi em nhảy iso luôn á. Thằng đó biết ngồi em chơi lắm. Nó bảo là lớp mới à, Minh hả? Không phải Minh, thằng cái chi gì đâu. Đây cương cẳng, đó đúng rồi đó. Thằng học lớp thì lớp 10, 17 chứ á. 13 đi 15, 17 vậy á. 13 nó đây từ 15, 17 ra mà. Đâu gì, nó là 13. Nhưng mà không phải, nó đây từ lớp 15, 17 chứ. Lớp em chưa có một chiều nữa. Một là tí là không được hút ra, nó không được đi làm đây này. Tôi sợ, nghiền lắm. Nó ghê lắm kìa. Mà hắn mắt bấy nữa. Bộ ông Tú cũng vậy mà, bộ ông Tú làm rồi. Họ ngủ rồi. Họ ngủ rồi. Nhìn giấc mộng rồi, nghe nhớ Mỹ Lệ. Nhưng chứ tại sao ảnh cũng biết xe à. Mỹ Lệ đi gì đâu. Em chưa dám bỏ ngoài. Mỹ Lệ đi gì đâu. Nói gì đó. Con tính được đúng tính sự thôi cha. Mày mập lắm mày nói đâu thôi. Được đi chứ. Không biết mấy kìa, bữa lộn mấy quái. Thôi đã muốn lộn. Quay vô. Không nổi luôn á. Bữa gần đây là thôi đẳng đi. Đẳng mà. Nhìn kia hết một lọ đen luôn. Còn một mình nhìn bên kia lên YouTube ai xem cũng sướng vậy. Nãy sẽ subscribe nhớ like subscribe cái mình nhé.
nhấn like, share, đăng ký kênh để các bạn. Xin chào các bạn. Giảm nó đi đi. Dạ em nhắn qua anh đi. Hay em qua em không biết ai. Em thích kiểu mạch đều ghê luôn á. Chị làm mối gì? Chị làm mối gì? Nhà đó là nhà nó không? Đây đâu. À, chứ ra ngay cây sáu này bà giao đi mối. Đi làm chứ lần gì đó rồi đó hả? Bốn sáu cái nó trắng dễ sợ. Bốn sáu rồi. Làm đưa trên gót nè. Thế là đưa trên gót bất tiện. Bà kêu tôi để ý dưới này rồi bố đi ra mà bố hắn. Chồng hắn không ôm sắp kêu gì mà hắn cũng ở thư phản hắn để sợ hai đây mất. Chưa thì trốn bòi đào. Mới đào xong thì trời nó bị độc lạ thôi đó. Trời chỉ trời gì. Nó đứa có trị trứng cẩm lạ đó. Ừ. Chuyện trời. Bác có dấu hiệu đau mà do uống cái bình nữa kìa, uống hai bình nữa kìa. Cái thằng nó kháng được á. Bình gì? Bình đũa nó hả? Ừ. Ừ. Sao bị hỏng vô trong, còn uống chị nói bà kia em bọc uống được. Cái này ba dầu. Cái đó là đề kháng thôi, con bác là có uống có cái thuốc trị ho nữa, thuốc trị cảm nữa. Cái thuốc trị cảm á. Ừ. Cái lọ mà đang đen đen á, chuyên trị ho trị cảm được á. Nó còn bỏ là một cái hạt cho em uống cái dao tủa nó được. Mà thấy nhỏ nó thì họ sợ đó bạn. Ừ. Dở nó dở nán trị chứ nán trọc phần. Các mấy người khách hơi tắt nhìn cô này khỏe vậy sao binh đùa hết này hơi tắt đi
những người khách mà họ đã từng bỏ đồng tiền họ ra là họ biết trân trọng. Rồi về thôi chứ nó mừng thì nó mừng thì nó mừng thì có một ở nhà nữa hả? Mà hai người đó là không thích chứ phải. Cái kiểu bỏ là thấy như thế. Đang yên tâm. Nó làm không cho. Tại vì hồi sáng chuyện nào với mọi người không có ai để dành thì chị muốn đi ra hồ cho nhỏ này cho được được. Nó bị giận. Đi vào cho lắm một cái rồi đi tắm thì cho được. Và là không cho được đó. Bốn bộ sách cho bộ đồ đầy có đưa cho bóng mà dễ sợ đưa bộ đồ đẹp nhất nhỉ. Bộ đồ này bóng mà mong vô xá mà bác mà mong vô dễ thương dễ sợ gió dốc đường rồi gió. Tính thùng phương là sợ lao già là không trả đó mấy ngày. Tính thùng phương là sợ lao già là không trả. Rồi đùa. Có dép mình không? Có đồ đã rồi như thế mình thấy em đùa vậy. Thì đó nó đầy đợi ở chỗ nó đó bóng mình tháo người trời ghét hơi lá mà biết mình lá gì chạy qua lấy là quá hết núi luôn mày. Hơi đau. Hơi đau là bị hơn quá nhiều. Lâu ngày quá. Nhiều quá. Không, không phải là lâu ngày nhưng mà vì em học thi nè. Nó áp lực á, cũng không có lâu lắm. Cố gắng đi. Chị làm cho sạch. Đừng có cành cái da ra đúng không?
Thôi để làm một xíu vào đây đi.